Với việc thế giới bóng đá ngày càng phát triển với mức đầu tư khổng lồ cũng như nhận được sự chú ý của hàng tỷ người trên thế giới, thì những cầu thủ xuất sắc được săn đón cuồng nhiệt và có mức thu nhập chẳng khác nào những ngôi sao hàng đầu tại Hollywood hay bất kỳ nơi nào khác. Các cầu thủ càng ngày càng có nhiều danh tiếng, tiền bạc hơn, điều đó có thể là động lực để họ cống hiến, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến một cầu thủ mắc bệnh ngôi sao, ăn chơi, tiêu xài hoang phí dẫn đến bỏ bê sự nghiệp. Nhưng với Rodrigo Hernandez, trụ cột nơi tuyến giữa của một trong những đội bóng lớn nhất thế giới là Man City thì lại rất khác. Thay vì tiêu tiền và hưởng thụ cuộc sống như những người đồng nghiệp thì chàng trai này có cách để làm cuộc sống của anh bận rộn nhưng có ích hơn, đó là học tập. Trước cuộc phỏng vấn với Marca ở giải vô địch U21 châu Âu năm 2017, Rodri được nhìn thấy đứng ở một góc với quả bóng ở tay, còn tay kia đang cầm vài quyển sách. Đương nhiên không chỉ để giết thời gian mà đối với Rodri, đọc sách hay việc học tập luôn được anh coi là ưu tiên hàng đầu bên cạnh bóng đá. Khi mới 18, Rodri đã đăng ký vào khoa quản trị kinh doanh tại Đại học Castellón khi còn chơi bóng tại Villarreal. Lý giải cho điều đó, tiền vệ 26 tuổi giải thích như sau: "Tôi lựa chọn ngành kinh doanh vì tôi muốn học thứ cho mình, những lựa chọn khác trong cuộc đời và không phải quá cụ thể. Chắc chắn khi tôi kết thúc hành trình với bóng đá, tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi công việc liên quan đến nó. Đó là lý do mà tôi học. Tôi không muốn những năm tháng còn lại trong đời, 60 năm nữa hay nhiều hơn thế, chẳng làm gì cả. Học tập thực sự giúp tôi làm mới đầu óc và tôi sẽ nghĩ về những điều khác." Đối với cầu thủ sinh năm 1996, những trải nghiệm tại trường đại học để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đối với tôi, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Dành thời gian bên những người bạn bè bằng tuổi như bạn, học tập và đi chơi đôi khi cũng thật vui. Và ở đó, Rodri còn gặp được người bạn gái Laura của mình, một cô sinh viên ngành y. Cho đến khi đã là một tiền vệ hàng đầu tại Man City, chàng trai này vẫn chăm chỉ học tập để hoàn thành chương trình học. Nhưng khi mới đến nước Anh, mặc dù đó là trong thời kỳ Covid bùng phát vào năm 2020, ngoài sự lo lắng thì theo Rodri, nếu nhìn theo hướng tích cực, điều đó lại giúp ích cho anh không ít. Chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, Rodri từng nói rằng việc học online giúp anh có thể làm các bài kiểm tra trực tuyến thay vì phải bay về Tây Ban Nha, hoặc anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để làm bài tập về nhà. Ở mùa giải 2020-2021, lần đầu lên ngôi cùng The Citizen, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn cố gắng hoàn thành luận văn của mình để ra trường. Hiện nay, tiền vệ thuộc biên chế Man City đã tốt nghiệp với tấm bằng quản trị kinh doanh, thứ sẽ giúp Rodri có nhiều con đường để lựa chọn hơn sau khi kết thúc sự nghiệp của đuổi áo số. Là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chơi cho những câu lạc bộ lớn trên thế giới nên để có thể vừa chuyên tâm thi đấu, vừa bổ sung kiến thức là điều không mấy dễ dàng với Rodri, nhưng anh vẫn có những cách riêng của mình. Đó là công việc khó khăn, nhưng nếu làm được thì nó thật tuyệt. Tất nhiên, với tư cách là một cầu thủ bóng đá, tôi không chỉ thi đấu, tập luyện mà còn phải dành thời gian để tập thêm và chăm sóc cho bản thân. Hãy tưởng tượng bạn trở về nhà lúc 3 giờ để bạn có cả buổi chiều rảnh rỗi, bạn có thể làm nhiều việc khác. Tất nhiên bạn không thể theo cường độ học của các sinh viên khác, nhưng với sự kiên nhẫn, quyết tâm, bạn có thể làm được. Đương nhiên điều này là thành quả không nhỏ đến từ việc giáo dục từ gia đình. Theo Sky Sports, ngay từ khi còn nhỏ, cha của Rodri muốn anh học tiếng Anh thật tốt và vì vậy, ông đã gửi anh đến Mỹ và Ireland trong các chương trình trao đổi học sinh. Rodri cũng thừa nhận là bố mẹ anh đã nói về tầm quan trọng của việc học hành rất nhiều kể từ khi anh còn là một cậu nhóc. Cho đến khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, cả gia đình Rodri và người đại diện Pablo Barker của anh đều ủng hộ cầu thủ này tiếp tục việc học tập của mình. Không những là người thích tiếp thu tri thức, tính cách của Rodri cũng thật đặc biệt. Thay vì ở trong những căn hộ tiện nghi, anh lại chọn sống ở ký túc xá sinh viên khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp. Thay vì đổ tiền vào những thú vui như siêu xe thì anh lại tiết kiệm theo cách của mình. Để hiểu được điều này, Valentin Henazero, một người bạn của Rodri, sẽ giải đáp cho chúng ta. Valentin từng nói với Marca như sau khi chứng kiến Rodri khi đã làm cầu thủ đội 1 của Villarreal và đến sinh sống trong ký túc xá tập thể với hơn 400 sinh viên. Mọi người đã bị sốc khi nhìn thấy Rodri, người đang chơi giải đấu cao nhất tại Tây Ban Nha, nhưng vẫn sống ở ký túc xá đại học. Sau vài ngày đầu tiên làm quen với nhau, mọi người cảm thấy bình thường hơn. Rodri rất hòa đồng, chia sẻ không gian với mọi người. Anh ấy thích ở bên bạn bè và ngồi trên ghế sofa với mọi người. Nhưng tất nhiên ai cũng thấy thật kỳ lạ khi thấy anh ấy chơi bóng bàn hoặc giặt giũ. Với Rodri, anh cũng không thích tiêu quá nhiều tiền vào những thứ tiêu sản. Valentin Henarero kể lại rằng chiếc xe đầu tiên của Rodri không phải là xe hạng sang mà chỉ là một chiếc Opel Corsa mua lại từ một người phụ nữ. Chúng tôi bảo cậu ấy nên có một cái xe nào đó tốt hơn vì phí bảo hiểm sẽ rất cao và từ Castellón đến Madrid rất xa. Tuy nhiên cậu ấy không hiểu tại sao các đồng đội của mình lại phải tiêu nhiều tiền cho một cái xe hơi. Đơn giản với cậu ấy, nó chỉ là phương tiện đưa bạn đi từ chỗ A đến chỗ B mà thôi. Ngay cả khi đến Man City và hưởng mức lương cao ngất ngưởng, theo Sporttrack, chuyên trang thống kê về những bản hợp đồng thể thao, Rodri trong mùa giải 2022-2023 hưởng mức lương 220.000 euro mỗi tuần.
thế nhưng không giống như những người đồng đội thường sở hữu cả bộ sưu tập xe hơi đắt đỏ, thì Rodri chỉ thường xuất hiện bên chiếc Mercedes-Benz, chiếc xe có mức giá khiêm tốn so với thu nhập của anh. Ngoài ra, Rodri cũng sở hữu tính cách rất điềm đạm, chín chắn và luôn lạc quan với mọi vấn đề. Theo trang Personality Database, Rodri thuộc kiểu tính cách ISTJ, có nghĩa là Introversion, Sensing, Thinking, Judgment. Hay nói nôm na, người có tính cách này có phần hơi hướng nội, nhưng lại luôn cảm nhận, đánh giá và phân tích mọi thứ xung quanh để đưa ra phán đoán. Thật trùng hợp, đó cũng là những điều kiện tuyệt vời để tạo nên một tiền vệ trụ xuất sắc. Kết hợp tính cách đó với tài năng của mình, Rodri hiện đang là một trong những cầu thủ được đánh giá là hay nhất thế giới ở vị trí của mình. Trong những năm trở lại đây, vị trí tiền vệ trung tâm ngày càng quan trọng với các đội bóng. Họ sẵn sàng chi tiền tấn để mang về những cầu thủ quán xuyến khu vực giữa sân của mình. Chelsea đã chi ra 100 triệu bảng cho Enzo Fernandez. Những cái tên khác như Declan Rice hay là Moy Cachedo cũng sẽ có mức giá không hề thấp nếu được bán đi trong hè này. Vì vậy, nhìn vào Rodri, trái tim trong lối chơi của Man City, đội bóng đề cao tính kiểm soát hàng đầu thế giới, sẽ biết anh được đánh giá cao đến như thế nào. Lối chơi của Rodri được đánh giá là khá giống với người tiền bối Busquets thời đỉnh cao, với việc thoát pressing tốt, có khả năng phân phối bóng, chia bài cũng như xuất sắc trong cả nhiệm vụ phòng ngự. Đôi khi Rodri xuất hiện ở những vị trí mà người ta cứ ngỡ anh đoán trước được tương lai. Huấn luyện viên Albert Celades, người từng dẫn dắt Rodri tại giải U21 Tây Ban Nha, từng chia sẻ như sau. Điều khiến tôi chú ý chính là cậu ấy chơi bóng rất nhanh bằng cả hai chân, có thể cầm bóng thoát khỏi khu vực đang chịu sức ép của đối thủ. Cậu ấy xử lý những tình huống khó một cách rất dễ dàng, giống như Sergio Busquets vậy, trực giác giúp cậu ấy có mặt đúng vị trí, biết cần phải đứng ở đâu để giành lại bóng. Đương nhiên, để một cầu thủ có thể trở thành tiền vệ trung tâm trong hệ thống của Pep Guardiola thì ngoại bộ kỹ năng chơi bóng, anh ta cũng cần có một cái đầu đủ thông minh. Pep từng làm việc với Busquets tại Barca, Xabi Alonso tại Bayern Munich, hai trong số những cầu thủ có nhãn quan tốt nhất thế giới bóng đá ở vị trí tiền vệ. Để làm được điều đó, Rodri đã kết hợp giữa bộ kỹ năng được mài giũa thường xuyên cùng với việc sử dụng tối đa bộ óc của mình, tiền vệ người Tây Ban Nha nhớ lại. Tôi thích tìm hiểu về bóng đá hơn là chơi bóng thực sự. Tôi đã nói chuyện về các trận đấu nhiều tới nỗi gia đình phát mệt với tôi. Tôi có thể nhận ra một cầu thủ đang nghĩ phải làm gì trên sân và suy đoán những gì họ sẽ làm. Vì vậy, Rodri không tốn quá nhiều thời gian để có thể hiểu được những triết lý và chiến thuật phức tạp của Pep Guardiola. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha từng nói vào năm 2021 khi Rodri đã là trụ cột của đội. Tôi nghĩ bây giờ Rodri đang rất ổn định. Anh ấy luôn quan sát, chú ý và nhanh chóng nhận ra những gì tôi đang mong muốn. Tôi thường được so sánh với Busquets, nhưng Rodri cũng có những điểm mạnh riêng của mình. Anh có thể lực và tốc độ tốt, sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đấu tay đôi nào. Ngoài ra, tiền vệ 26 tuổi còn sở hữu khả năng sút xa ấn tượng, đặc biệt là những cú cửa lòng như trong bàn thắng với Bayern Munich vừa qua. Có thể coi Rodri như là một của hiếm trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi kim tiền hay những vật chất xa hoa được đặt lên hàng đầu thay vì những giá trị cốt lõi trong chính bản thân từng cầu thủ. Rodri đang là tấm gương sáng cho bất kỳ cậu nhóc hay người hâm mộ nào nhìn vào để không ngừng phát triển bản thân.